Xin chào quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh chứng khoán TV của AZFIN Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị nhà đầu tư đã dành cho chúng tôi sự quan tâm và đón xem clip đầu tiên về đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu. Series này của chúng tôi sẽ được công chiếu vào 21 giờ thứ 3 và thứ 6 hàng tuần, với đối tượng chủ yếu dành cho các quý vị nhà đầu tư mới tham gia thị trường hoặc những người đang có sự quan tâm đến thị trường chứng khoán. Ở trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời cho câu hỏi: tôi cần bao nhiêu tiền để tham gia thị trường chứng khoán? Và với câu hỏi này thì AZFIN Việt Nam nhận ra rằng chúng ta có thể tạm chia các nhà đầu tư trên thị trường thành 3 nhóm khác nhau, tương ứng với các giai đoạn tham gia thị trường của những nhà đầu tư này. Với những nhà đầu tư mới tham gia thì chúng ta tạm gọi đó là giai đoạn học hỏi. Và với phần lớn những nhà đầu tư như này thì chúng ta có thể nói là mục tiêu về kiếm tiền, làm giàu nó nằm ở trung và dài hạn. Còn thực tế chúng ta chỉ muốn là học hỏi và tích lũy kinh nghiệm thôi. Bởi vì mọi người đều có thể nói là nhìn nhận rất là rõ ràng là thị trường chứng khoán rất là rủi ro. Với những nhà đầu tư mới như này và sẽ có một câu nói xuất hiện ở trong đầu quý vị, đó là: ôi, tôi sẽ không bỏ nhiều tiền cho chứng khoán đâu bởi vì tôi sợ lắm. Và hai thông tin tiếp theo thì liên quan mật thiết đến việc là chúng ta cần bao nhiêu tiền để mua chứng khoán. Với sàn thành phố Hồ Chí Minh HOSE thì số cổ phiếu mà chúng ta mua bán được quy định là bội số của 10, tức là chúng ta có thể mua ở mức 10, 20, 30, 50, vâng, chỉ cần là cái số mà chúng ta chia hết cho 10. Vâng. Còn với sàn Hà Nội HNX thì số cổ phiếu được mua bán được quy định khác khá nhiều so với sàn Thành phố Hồ Chí Minh, đó là bội số 100. Chúng ta có thể mua mức 100, 200, 500. Và chúng tôi, AZFIN Việt Nam, có một lời khuyên tới các nhà đầu tư, đó là những nhà đầu tư mới cũng nên là phân bổ chuyên nghiệp ngay từ đầu với một rổ gồm khoảng 3 đến 5 cổ phiếu. Đâu đó có lẽ mọi người rất quen thuộc với một câu nói, đó là không bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Thì đây có lẽ cũng là một câu nói rất phù hợp dành cho các nhà đầu tư mới tham gia thị trường. Thông tin tiếp theo rất là thú vị: giá mỗi một cổ phiếu blue chip có giá là từ khoảng 30 đến 120.000 đồng. Ví dụ mà với một blue chip như là Vinamilk hay Thời Gian Di Động mà quý vị bỏ tiền ra để mua cổ phiếu, đặc biệt là với những người mới tham gia, ví dụ với mức khoảng như hiện tại với Thời Gian Di Động là khoảng hơn 80.000, thì chúng ta nếu mua 100 cổ phiếu của Thời Gian Di Động là đã có giá là khoảng, có giá trị là khoảng 8 triệu rồi. Nhưng mà đâu đó nghe nói là 100 cổ phiếu thì nó không được sung sướng, mà không được oai cho lắm. Nên là trong thị trường sẽ có rất nhiều nhà đầu tư là chọn những cổ phiếu penny, mid cap có giá trị nhỏ thôi, vài nghìn, thậm chí là vài trăm đồng thì mua được khoảng vài nghìn, thậm chí là vài chục nghìn cổ phiếu. Thì cái cảm giác sẽ rất là kiểu sung sướng, thay vì là chúng ta chỉ có khoảng 10 cổ phiếu hay 100 cổ phiếu thôi. Thì đó là thực tế mà trước đây bản thân tôi cũng đã từng gặp. Và quý vị nhà đầu tư, bất kỳ quý vị nào mà cũng có cái kinh nghiệm hay là cái trải nghiệm tương tự như tôi thì quý vị có thể comment, chia sẻ lại ở cái phần dưới của clip để chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn về cái nội dung này. Và AZFIN Việt Nam thì có một cái con số, một cái khoảng là 1,5 triệu đến 15 triệu. Vâng, đương nhiên nơi đây không phải là một cái khoảng tuyệt đối. Tuy nhiên quan điểm của chúng tôi là chúng ta chỉ cần cái mức này thôi, tức là không quá nhiều tiền là chúng ta đã có thể đầu tư thoải mái rồi. Với rất nhiều cổ phiếu chúng ta có thể lựa chọn, với cái con số khoảng 10 đến 15 triệu là có thể thoải mái phân bổ vào một nhóm khoảng 3 đến 5 cổ phiếu rồi. Và để bắt đầu một quá trình học hỏi, tích lũy kinh nghiệm phục vụ cho mục tiêu kiếm tiền, làm giàu trong tương lai. Còn với nhóm nhà đầu tư tiếp theo, với nhóm nhà đầu tư đã qua cái giai đoạn học hỏi rồi và đã đến với cái quá trình làm giàu, kiếm tiền từ thị trường chứng khoán một cách thực sự, thì theo quan điểm của AZFIN Việt Nam là chúng ta đã cần tối thiểu là 1 năm học hỏi để những nhà đầu tư mới có thể chuyển thành những nhà đầu tư thực sự. Khi đó thì chúng ta đã có một nền tảng kiến thức vững vàng rồi, kinh nghiệm, trải nghiệm đã được tích lũy tương đối. Trong số này thì chắc chắn là sẽ có cả những kinh nghiệm đau thương, sẽ không chỉ riêng là những người kiếm tiền đâu. Sau 1 năm đấy thì sẽ có rất nhiều người mất tiền, có những người lỗ,
Đó là chuyện đương nhiên ở thị trường chứng khoán. Chúng ta không được phép suy nghĩ tích cực, chúng ta không được phép chủ quan. Vâng, chúng ta hiểu được những cơ hội và thách thức trên thị trường chứng khoán. Và từ đó, nhà đầu tư mới, sau một năm, mọi người đã có thể nói là coi đầu tư chứng khoán là một kênh tích lũy tài sản và làm giàu bền vững. Đây là một yếu tố có thể nói là AJFIN Việt Nam cực kỳ đánh giá cao. Tất cả quý vị nhà đầu tư nếu mà tự coi mình là một nhà đầu tư thực sự thì nên coi đầu tư chứng khoán là một kênh tích lũy tài sản và là một kênh để chúng ta làm giàu một cách bền vững trong tương lai. Không phải để là nơi mà chúng ta x2, x3 tài khoản trong một vài năm. À, đó sẽ là câu chuyện của cả cuộc đời. Nếu với những nhà đầu tư như vậy thì AJFIN Việt Nam đưa ra hai cái chiến lược đầu tư cho quý vị và các bạn ở trong cái phần này. Cái cách thứ nhất, cái chiến lược thứ nhất. Vâng, quý vị có thể thấy là cái chữ ngay lập tức được chúng tôi viết hoa ở trong này. Đó là ngay lập tức chúng ta phân bổ 10, 20, 30% tài sản cho cổ phiếu. Vâng, với những người đã có kinh nghiệm, đã có hiểu biết sâu sắc những cái trải nghiệm theo trong cái quá trình học hỏi suốt ít nhất là một năm thì chúng ta có thể ngay lập tức phân bổ cái số vốn mà chúng ta đã có dự định để tham gia vào trong thị trường chứng khoán này một cách có thể nói là ngay lập tức. Với một lưu ý, đó là không nên phân bổ nhiều hơn ở mức 30% tài sản. Con số 30% này được đưa ra theo quan điểm cá nhân của AJFIN. Tuy nhiên, nó đâu đấy cũng là cái mức an toàn. Nó không ít quá và nó cũng không quá mạo hiểm. Nếu mà quý vị bỏ ra khoảng 70-80% tài sản của mình và trải qua cái giai đoạn Covid-19 thì rất nhiều cổ phiếu lao dốc không phanh, thị trường bán tháo một cách hỗn loạn, thì quý vị nghĩ xem tâm thái quý vị sẽ như thế nào? Mọi người có hoảng sợ, mọi người có cảm thấy là ôi chết rồi, sao tôi đã giỏi như thế này, tôi kiếm được tiền 1,5 rồi mà sao bây giờ tôi gần như là đang không kiểm soát được tài khoản của mình? Thì đó có thể nói là một cái trải nghiệm mà AJFIN Việt Nam muốn lưu ý với mọi người là không nên mắc phải cái sai lầm này. Vâng, và cái cách thứ hai, thay vì chúng ta ngay lập tức phân bổ một số tiền lớn, một lượng lớn cái tài sản của mình, thì quý vị có thể làm theo cái cách thứ hai, đó là định kỳ theo tháng hoặc hàng quý chúng ta bỏ vào tài khoản chứng khoán cái số tiền đó là 1/3 hoặc 1/2 số tiền tiết kiệm được hàng tháng. Cái con số 1/3 và 1/2 này cũng như là cái giá trị tuyệt đối của nó thì liên quan chủ yếu đến cái mức sống cũng như là cái mức thu nhập của quý vị và các bạn. Nếu ai đó có mức thu nhập là 10 triệu một tháng, chi tiêu cho bản thân khoảng 5 triệu, còn lại tiết kiệm là 5 triệu, thì mọi người có thể phân bổ cái số tiền đâu đó khoảng 2 triệu cho cái việc đầu tư chứng khoán. Nó gần giống như một cái khoản tiết kiệm vậy. Nhưng mà thay vì gửi vào ngân hàng để chúng ta mang đi đầu tư, chúng ta vừa có kỹ năng, có hiểu biết, kinh nghiệm để chuẩn bị cho giai đoạn mà chúng ta có thể đầu tư nhiều hơn. Hoặc ai đó có số tiền thu nhập hàng tháng là 100 triệu và sau khi chi tiêu cho bản thân và gia đình chúng ta có 50 triệu tiết kiệm, thì chúng ta sẽ có một cái chiến lược khác, đó là ví dụ có thể bỏ vào đó khoảng 1/2 hoặc 25 triệu hoặc 20 triệu. Thì đó sẽ là tùy vào cái mức thu nhập, mức sống cũng như là cách thức quản lý tài chính của từng quý vị nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi luôn có một lưu ý với tất cả quý vị và các bạn, đó là không bỏ tất cả tiền tiết kiệm hàng tháng vào chứng khoán. Bởi vì chúng ta luôn cần phải có một cái quỹ khẩn cấp, chúng ta luôn phải có một cái có thể nói là một cái chiến lược tài chính cá nhân. Và cái việc bỏ tất cả tiền tiết kiệm hàng tháng vào chứng khoán, đâu đấy nó được coi là một cái việc làm hết sức là rủi ro. Và AJFIN Việt Nam thì luôn không muốn những cái rủi ro này nó ảnh hưởng quá nhiều đến chiến lược tài chính cá nhân, chiến lược thịnh vượng trong dài hạn của quý vị và các bạn. Vâng, trên đây là hai cách mà chúng tôi đưa ra về việc phân bổ nguồn tiền tiết kiệm, nguồn tài sản để cho những nhà đầu tư thực sự, những người đã có ít nhất là một năm tham gia thị trường chứng khoán. Vậy thì còn với nhóm nhà đầu tư thứ ba, những người mà chúng tôi coi là có ít nhất là 5 năm tham gia thị trường, thì với nhóm nhà đầu tư này có thể tạm gọi là chuyên nghiệp, thì họ hoàn toàn có thể phân bổ khoảng 50% giá trị tài sản của mình cho kênh đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của series dành cho những người mới bắt đầu tham gia thị trường,
thì AJ Film Việt Nam sẽ không đi sâu vào phần nội dung này. Và ở phần tiếp theo, quý vị và các bạn hãy đón xem clip được công chiếu vào 21 giờ ngày thứ ba, ngày 19 tháng 5 năm 2020. Ở đó, chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn đi tìm hiểu về 5 công ty chứng khoán tốt nhất dành cho các nhà đầu tư mới. Để theo dõi những clip tiếp theo trong series đầu tư chứng khoán dành cho người mới bắt đầu, quý vị và các bạn hãy subscribe kênh Chứng khoán TV của AJFT Việt Nam. Đồng thời, hãy comment những ý kiến, những câu hỏi của quý vị ở phía dưới clip này để chúng ta cùng thảo luận về chủ đề này nhé. Chào thân ái và quyết thắng!